về vấn đề vừa đã gọi là cựu chiến binh, dù anh phát cầm súng một ngày 2 3 ngày khi anh ốm anh rồi. đau anh có vấn đề gì anh về phải là cựu chiến binh thì phải tôn trọng cựu chiến binh. Vâng. Đây nói đây không phải là nó là tôn trọng hoặc là để mà nói là để là tự mình là tự tự hào về vấn đề cựu chiến binh, nhưng thế hệ cha già phải mang mọc để các thế hệ bộ ông bà bố mẹ đi đánh giặc thì các con cháu đi giữ nước, bây giờ là nhiệm vụ giữ nước của chúng nó là còn quan trọng hơn nhiều, còn nặng nề hơn nhiều. Dạ. Đánh nhau thì Vâng. đó là khó khăn nhưng giữ được nước yên bình Đúng. yên đấy là vấn đề là còn quan trọng hơn. Cái tay phạm thuật này nó tôi có học cả bên nó học cấp gì, chúng tôi thì năm xưa thì chỉ là 10 tuổi học lớp 7, lớp 8, lớp 9 là đi bộ đội cả rồi Đúng đấy. rồi, vâng. Còn cái tay này thì có nghĩa là cả bên nó học cái gì thì tao học tao hiếp cái gì thì tôi không biết, nhưng mà nói chung là cái cách ăn nói của nó là nó vô cùng là coi như là sắc sược Vâng, đấy. anh Nhưng ạ, mà bây tuổi giờ này, tức là chúng em là những cái người mà thế hệ đi sau, tức là mình chỉ gọi là ở ngoài Bắc mình chỉ chứng kiến cái cuộc ném bom của Mỹ ở miền Bắc thôi, chứ không, bản thân em thì em cũng không tham gia vào trong quân đội. Thì là nhưng mà trong cái thâm tâm của em bây giờ, chúng em tức là được sống trong một cái đất nước hòa bình ổn định như hiện nay, thì nói chung cái bản thân của bọn em rất là biết ơn những cái các chiến sĩ hoặc là những thế hệ các anh đã tham gia vào những tham gia vào cái cuộc chiến để mà giải phóng, và hiện nay là cho đất nước mình được thống nhất đất nước, và cái cuộc sống của người dân Việt Nam hiện nay đang được cái hưởng cái sự hòa bình và ổn định và phát triển đấy. Thì là những chúng em thì không tham gia quân đội, nhưng mà chúng em thì cũng rất là biết ơn những cái người lính như như các anh. Mà những người lính như các anh là chúng em cũng hiểu là 10 người đi thì 9 người, 7 8 người gửi xác lại nơi chiến trường đấy. Thì là cái những cái đó thì là nhân dân, những người bình thường như chúng em ở những cái thế hệ bây giờ thì là cũng rất là biết ơn những người chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ cho cái tổ quốc và thống nhất đất nước Việt Nam, được nhân dân Việt Nam hiện nay được sống trong cái cảnh sống yên bình. Vâng, xin mời đấy, anh. thế tôi là nói tiếp. Nếu nói như anh Dạ. nói là đấy, nói như anh nói thì cũng tôi cũng ghi nhận thôi, nhưng mà có một cái là cũng nói như này đúng, nói như anh đúng. Chúng tôi đi là cả một đại gồm 100 người đấy trong một cái trận, nhưng mà thực tế về còn có 20 25 người thôi đấy. Đúng. Cho gian khổ nó, nhưng mà lão phạm nó thằng này nó có biết cái gì đâu, cứ bảo cứ đi giải phóng ở miền Nam hạ súng, thực tế là nó cũng không phải hạ súng trước khi vào chiến Dạ. dịch ấy. Đấy, nó đánh giá lắm đấy, nhưng mà sau khi là khi mà khống chế được sân bay của anh bắt đầu mới tiến quân được mạnh mà được nhanh như thế đấy. Nhưng mà có một cái là cái cách nó phân biệt như thế nó gây ra một cái bức xúc cho cái hội cựu chiến binh, mà thực Dạ. tế là rất cái cách để người ta rất lên bây giờ các diễn đàn mà mang tính chất mà đấy là bộ là hội cựu chiến binh nó nhảy vào rất nhiều. Anh thấy ông sáng tối nay vừa rồi này ông Trần Ngơ đấy, ông ấy mở lên mà bộ tôi vào 10 18 người vẫn đứng nghẹt cả mạng, bắt đầu là đứt hết cả mạng, bắt đầu tịch tức là không nói được. Tôi là ba lần Dạ. tôi nhắn tin lên mà cũng không được đấy. Đấy. Vâng. Đấy, chính vì thế cho nên là cũng đang ở những cái lúc này thì cũng nhờ anh sau Dạ. cái live stream này thì cũng nhờ coi như các anh là coi như cũng truyền đạt, một là cho bà con Dạ. nắm bắt được những cái tình hình của cái thằng của thế họ Phạm Xuân đấy Dạ. đấy. Chứ còn thực tế thì chúng tôi thì cũng chả có là có gì đâu, bọn tôi thì thực tế già rồi, thực tế là muốn Vâng. để cho các anh trẻ nó lên nó nói Dạ. và xem cái nhận Đúng thức rồi. của chúng nó là nó như thế nào, cũng không muốn Vâng. lên đây mà để mà đi đối chất thì bây giờ cánh trẻ thì nhiều mà mấy ông già Dạ. thì nó cũng kém. Bây giờ thì nó giờ nó nhắn tin bậy bạ rồi những cái bọn chống cộng ra nó chọc chặt vào linh tinh cho nên bọn tôi không có lên. Nhưng bởi vì Dạ. cái việc tôi chính mắt tay tôi bọn tôi nghe, bọn tôi thấy, bọn tôi làm cho nên bọn tôi mới lên. Chính vì thế nên Phạm Xuân ngay cái trận được 10 14 phút coi như là live stream với ông Trần Ngơ thì ông gỡ được 2 ngày, được đến ngày thứ ba tôi không để ý đấy, tôi mời Dạ. bà con vào trong. Vâng. Vâng, tôi Thì có rất là cảm anh ơn anh đã lên cái chương trình của em. Đấy, thì cũng nói về những cái cuộc chiến mà anh đã tham gia ở cái mặt trận Pleiku. Đấy, thì là hôm nay tức là bà con tức mình là ở dưới này không có vâng. tôi có nói luôn rồi để biết không, tham gia chiến dịch Pleiku mà chúng tôi thẳng chiến dịch Hồ Chí Minh đấy, đánh vào anh Tuy Hòa Vâng và đánh vâng. đến Long Khánh đúng, vào anh Phan Giang À là thế cái trận vâng. chiến Phan Giang là cái trận phòng thủ tức là của tay tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó. Trận đó ông giàn quân hai coi như là một sư, tức là một trung đoàn pháo binh, tức là ba hướng nó đánh vào, tức là nó dập vào và bộ binh lên thì không biết bao nhiêu cái tuần cái trận Tức là chiến ở Phan Giang em tức cũng là rất là mong
Thế khi nào mà em mở cái chương trình live ấy, cũng mời anh lên, tức anh kể về những cái tháng ngày, tức bắt đầu khi mà anh tham gia vào của quân đội và anh đánh những trận chiến nào, mà những cái trận đó có những cái kỷ niệm rất là sâu sắc đối với anh, thì cho mọi người nghe. Vâng. Tất nhiên là tôi bọn tôi thì cũng là thực tế là nói chung già rồi cũng không muốn thích đây, nhưng người vừa rồi là nó có bức xúc với cái tay Phạm Xuân này này, cho nên là chúng tôi là cũng muốn lên để nói cho những cái việc chúng tôi lại, tay chúng tôi làm chúng tôi biết, tay bọn tôi bắt nó sau một thằng sáu người chúng bắt nó không có vấn đề gì, bọn tôi lên bọn giao cho bộ đội địa phương nó rất rõ Dạ. ràng. Cái việc vấn đề thứ hai này ở đây này, cái hội cựu chiến binh thì cái này, việc thứ hai này là đụng chạm với ông Nguyên Hà, nó hiện nay nó vẫn biết ông Nguyên Hà rõ ràng, Nguyên Hà rõ ràng cái trình độ là ông Nguyên Hà là rất cao, mặc dù Dạ. là ông Nguyên Hà cũng kém chúng tôi cũng chả bao nhiêu tuổi đâu, một vài tuổi, một hai tuổi, một hai ba tuổi thì đấy thôi Dạ. đấy Vâng. đấy. Nhưng mà có một cái là tự nhiên ông đừng đụng linh tinh cả, ông đâm ra ông đá lên nhau linh tinh cả, ông chọc nói linh tinh rồi là chứ còn việc việc các ông làm ăn như nào thì bọn tôi có quan tâm đâu, mà lên xem mà biết cho các thế hệ trẻ nó phản biện nó như thế nào, và chủ yếu là coi cái cách chống cộng cực đoan. Mà tôi đã từng một lần tôi lên tiếng đây này, tôi nói là với như cái trình độ mà của cái đội mà là ba que mà của cái thằng thủ tướng Đào Minh Quân ấy, là tôi nói chỉ có Vâng. đại đội, một đại đội của tôi thôi đấy, Dạ. có đại đội của tôi có 120 người, chả có hơn đấy, mẹ thì có bà ngài tôi chẹp, tôi nói thật nó đại đội của Như tôi thôi. là anh ấy, em nói anh ấy, bây giờ này, từ ngày xưa giờ em thấy là ở trên những cái tất cả các chương trình thì là cũng chưa gặp được một anh nào ấy, mà lên live stream cùng mà các anh là những nhân chứng sống trong cái cuộc chiến này. Đấy thì là hôm nào em lên thì em sẽ mời anh lên kể về những cái tháng ngày anh chiến đấu trực tiếp đối với lại quân ngụy Sài Gòn và đối với lính Mỹ. Đấy thì là chúng em rất là cũng muốn lắng nghe Không, cái nhân vật như anh ấy. Vâng. thế là đành rằng là tôi cũng nói thật với anh là tôi cũng rất muốn nghe anh mà nói thật là chúng tôi thì còn là cũng vì bức xúc mà lên thôi, chứ không nói lên mà nói thực tế là bảo là nói chuyện này là những cái công cái trạng thì là làm anh em đi đây là đi làm cái nhiệm vụ để bảo vệ đất nước, không phải là lên mà ấy, cho nên là chúng tôi thôi lên là đây là nói chuyện cũng nhờ qua cái chương trình này thì cũng nhờ Vâng. anh coi như là thông báo cho, tức là bởi vì cái kênh của ông Trần Ngơ đấy và ông Đoàn Duy Luân thì đương nhiên là cái Dạ. việc đó là cái thủ công đánh nhau đó là cái việc của tao ấy, nhưng mà riêng Vâng. cái việc Phạm Xuân thì đây là tôi nói là ông Phạm Xuân này là riêng việc này là tôi hoàn toàn tôi nắm bắt được rất sát mọi vấn đề. Vâng. Việc thứ hai khi ông đụng vào hiệp hội cựu chiến binh như vậy thì là tôi cũng nói luôn đấy là ông phát ngôn Dạ. và lộng luôn, ông nói láo đấy, cũng là nói luôn nhờ anh truyền đạt luôn. Vâng. Còn vấn đề thứ ba là vấn đề cũng là đây là cũng là vấn đề ngụy, đây là vấn đề VHK, bọn tôi theo dõi tất cả Vâng. các live stream của anh lên bọn tôi đều xem đấy, chứ không phải là không xem Dạ. đâu anh em, Vâng vâng. bọn tôi ngồi bọn tôi xem cả cứ đề nghị Dạ. thì tao không phải đưa ra một vấn đề cho mấy cái nó rõ ràng này. Dạ. Đấy, rất chi là rõ ràng các về lịch sử đó này. Thì với cái tư cách là với đây là với tư cách cá nhân này và với một số anh em Vâng cựu vâng. chiến binh của chúng tôi nữa thì Dạ. là thế này đấy, đấy, lịch sử thì không thể nói khác được, đã gọi là lịch sử thì anh không thể nói khác được Dạ. đấy. Lịch sử là lịch sử, anh không thể nói sai được, anh không thể kẻ vẽ thêm được. Lịch sử ta vẫn có thể là nói là ví dụ như là Nguyễn Ánh này, là Hoàng Văn Hoan Vâng. này, nó cũng là phản quốc, nó cũng thế nọ đấy kia đấy. Đấy, Dạ. đó là vấn đề thứ nhất này. Vấn đề thứ hai thì là bác Hồ ta cũng có những cái câu chúc Tết này, là đánh cho Mỹ cút, đánh cho người nhà thì đúng là đánh cho Mỹ cút đó này. Đấy, Mỹ nó thua trận theo khung mực lịch Dạ. sử 200 năm lịch sử của nước Mỹ, đây là vấn đề thất bại Vâng. thì Việt Nam là thất bại lớn chưa từng có của lịch sử nước Mỹ. Còn đánh Dạ. cho người nhà thì mình người nhà thì là thống nhất đất nước từ là giải Nam Quan từ Cà Mau tới đi đầu Móng Cái là đất một đất nước, thì hai đất nước đánh là một. Vâng. Cái phát ngôn của cái tay 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 của thằng Phạm Xuân này này là bộ đội miền Nam vào đánh giúp cho đánh một miền Bắc vào đánh giúp cho miền Nam, đấy là một lộng ngôn mà nó chia rẽ Nam Bắc, Vâng. đó là một cách mà rất nguy hiểm, mà cái lời lẽ này nó mang tính chất có thể là phải đi tù đấy. Đấy, nó Vâng. mang chia rẽ Nam Bắc là một cách hình thức là coi như là Dạ. theo tôi là nó phải chết ở những câu này đấy. Đấy, cho Vâng. nên là chính vì thế cho nên cái chiến binh nó vào nó nhảy vào là mạnh Dạ. đấy. Đấy. Vâng. Đấy, cho nên là như là tôi nói này đúng là quân ngụy được Mỹ nó trang bị từ chân tơ kẻ tóc, nó trang bị được đầy đủ, chứ thực tế bộ đội đấy tôi nói này khi bọn tôi vào vào Nam tôi nói khi vào đến đường Trường Sơn tôi nói thực tế gần những cái nhà đó,
cái xe nó lầy, nó chở cả nhà, nó nhân dân người ta chở cả nhà, người ta bỏ đường cái xe chở bọn tôi đi vào trong nó đấy, nó chở cả nhà, nó trong nhà nó từ hòm ván các thứ là nó quăng ra đường nó chắn để nó chống lầy để cho xe đi, nó chở quân vào mà. Nhưng nhân dân người ta rất là nhân dân rất là ủng hộ cuộc chiến tranh, mà thực tế là muốn giải phóng đất nước, mà kể cả đấy vào trong vùng châu Nam Bộ, nếu nhân dân người ta không ủng hộ thì làm sao mà nó một lòng ủng hộ, thì làm sao có những cái địa đạo Củ Chi này, thì có những cái hầm để trú ẩn cho anh em này. Đây rất chỉ là đấy, nó một cách như thế là bà con là phải hiểu rồi. Nam Bắc của ta nó rất chỉ là Vâng cái thực vâng tế, nó ở trong cái chế độ Ngụy là nó ở thành phố thì nó sướng, nhưng thực tế trong cuộc chiến để giải phóng Hồ Chí Minh là tôi lại nói rằng chiến dịch Hồ Chí Minh là ta phải nói như này này, nhân dân ở các vùng ngoài tạo giống như các vùng nông thôn ấy, là nó rất khổ, mà thực tế là ở đúng những rồi. cái vùng ví dụ như Huế này, Đà Nẵng này, Sài Gòn này, thực tế tôi nói Đà Nẵng không phải đơn vị tôi cũng không tham gia đâu, cả một trung đoàn pháo binh nó dập vào cái sân bay Đà Nẵng cũng tư giả đấy, chứ không phải là Đà Nẵng bình yên đâu đấy, Vâng. nó dập vào để nó khống chế để cho quân vào đấy, chứ không không không, không là bình thường như đơn vị tôi là nó chia làm nhiều hướng, hướng kiểu Vâng. càng làm nhiều, đi làm nhiều hướng, một đơn vị mà đi tới 7-8 mũi đấy, chính vì thế cho nên là cũng nói luôn. Chứ còn thực tế là nhân dân người ta không yêu thương người ta không, chứ còn thực tế cứ nói là ăn ăn uống là bộ đội ta là có gì ăn, nó khi còn ăn cả đó đói có khi 3-4 ngày thiếu muối, không có muối phủ cả người ra, lúc ấy thì đâu nó đâu có biết, ngồi nhà bây giờ cái thằng Phạm Xuân này thì coi như là chả đi đâu ghê, nói nhăng nói nhích này, cho nên nó cũng Vâng. nó, cho nên là tôi nói đi quay lại vấn đề Ngụy này, với Ngụy này thì như anh em chúng tôi đó, như anh em chiến binh chúng tôi rất rõ ràng một quan điểm đấy, Ngụy đã là Ngụy thì ta bây giờ cái quá khứ 43 năm rồi, Ngụy thì đã nằm trong lịch sử thì cứ để nguyên cho nó lịch sử. Thế bây giờ thì bà con bà có lâu nay có ai nhắc đến lịch sử đâu, tự nhiên cái thằng Nguyễn Phương Hùng nó về nó làm loạn, bây giờ lại thêm thằng Phạm Xuân rồi lại DHK này, loạn xạ xì ngào thì thế. Thế là theo chú anh em cựu chiến binh chúng tôi có một cái đề xuất rất rõ ràng đấy, Vâng. Ngụy thì là Ngụy, thì là rõ ràng là bác của ta là nó đánh cho mình, cứ đánh cho Ngụy nhà, chứ không dùng từ Ngụy thì dùng từ gì, cứ đánh cho về đánh đánh mà còn chế độ Ngụy là chế độ là Việt Nam Cộng Hòa thì cái việc đó là bình thường, nhưng cái từ Vâng. Ngụy không thể bỏ được đấy, là Vâng. vì đấy cũng nó cũng thực tế đó là sau khi giải phóng miền Nam thực tế 1,4 triệu quân Ngụy, nhưng mà thực tế là nó có chết bao nhiêu đâu, thì các bạn bà con chạy loạn lạc tiếp. Tôi nó nói là những cái điều kiện mà nó ở thành phố nó có điều kiện, nó có tiền, những cái sĩ quan nó có tiền, lúc ấy nó bay ra máy mà nó ra sân bay trong khi pháo bọn tôi thì dọc pháo dọc để cho quân tiến lên, nhân dân chạy loạn đúng, và thật là nhân dân có bị cùng có trong chiến tranh thì hai bên đánh nhau thì rõ ràng thì cả hai bên đều tổn thất đấy, cái gì có những trận bọn tôi cũng chết, có khi đi cả một đại đội thì về còn có 20-30 người thôi, đi cả hơn 100 người thì về còn có 20-30 người thôi, thì họ thì cũng như vậy thôi, đánh nhau thì hai bên đều có thực hiện có sự mất mát là việc Dạ. bình thường thôi đấy. Vâng. Nhưng mà có một cái là cái khi mà chạy đi đó là đánh bọn tôi đánh vượt qua coi như là tới Phan Giang rồi đó này. Đấy là qua phòng thủ cái phòng tuyến kiên cố nhất đó này. Thì dân người ta thấy cả có đánh chết ra mà đi suốt trên tuyến đường, người dân cũng có thấy nó sau lên là thấy không chết ra vẫn chạy cả ra đường chẹp và đứng bên đường, có người thì phải người đấy bình thường thôi, lúc đó là bọn tôi vào đường một anh trên thì nó có, nhưng khi xuống cái thành phố dân nó sợ rồi nó rồi sau không nó không thấy chết ra thì nó ra đường nó ông bón nó chào, rồi hai là một cộng một số tức là cái lực lượng mà bộ đội địa phương đó này. Và với dân quân du kích ta hiểu luôn là ta gọi chung là cái bộ đội địa phương đi, người ta cũng cố động người người ta đường người ta cũng bón tiếp vì không thấy chết đánh ai chết ai cả, cái thực tế là người chết thì có, là vì cũng có bom rơi đạn đạo, có thể là có người ta chạy vào những cái chỗ đó thì cũng làm việc rất là khó. Chứ còn một số đối tượng đấy mà bây giờ là thuộc cái đối tượng chống động cực đoan này này, chúng nó có tiền, chúng nó làm sĩ quan hoặc là chúng nó làm ấy, nó có tiền nó bay ra và đánh về và lên qua đấy là và đánh qua Long Khánh cho bọn tôi vào rất nhanh, qua Phan Giang vào Long Khánh cho bọn tôi vào rất nhanh đấy, Vâng. thì vào thế là vào, nhưng mà vào có đến điểm dừng gần đến Sài Gòn là bắt đầu là tất cả bắt đầu cho dừng quân điểm quân và bắt đầu là các đơn vị tập hợp quân, con số còn bao nhiêu là tập hợp lại dừng để nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu là chờ coi như là lệnh của trên đấy, cho nên là mà tôi thấy là dân nó cũng cứ chạy như thế thôi, chạy thì quả thực là chạy thì đến ra được cái đến ra máy bay thì đưa quân ra tàu, thì toàn là những cái đối tượng là người ta có tiền có điều kiện kinh tế hoặc là những sĩ quan mà nó có điều kiện, chứ còn thực tế Rồi. từng những người không có điều kiện hầu hết là người ta lại cái thực tế 1,4 triệu quân Ngụy thì thực tế nó không chết là bao nhiêu đâu, nó nói thì nói chứ thôi chứ không chết bao nhiêu đâu, nhưng chứ nó đâu có đang còn nguyên, mà hồi bây giờ người ta cũng ở lại Việt Nam, người ta cũng sinh con đẻ cái, người ta cũng có con có cháu, người ta bây giờ cũng ăn học cũng coi như Vâng. là con cái người ta cũng ăn học cũng thành tài cũng thành đạt, Vâng. bao nhiêu người con của người Ngụy người ta cũng phải nói là này, người ta cũng học cũng là con giáo sư tiến sĩ là cũng là cái được bình thường thôi, còn con người đây mà trong gia đình ta cũng phải nói là này, này
trong đất nước thì hiện nay là ta phải nói như là để cho các con các cháu nó hiểu được cái việc hôm nay là trong đất nước thì trong nội nội thì bây giờ là nó chống phá này, nhưng bây giờ ta phải nói là tôi lại nói qua lại tiếp câu việc đó là tôi nói là xong, tôi lại nói tôi lại còn về cái vùng bốn hải quân, tôi đi Trường Sa năm đó, đi Trường Sa ra đấy thì là vì là cái vùng bốn hải quân là nó trực thuộc cái bộ tư lệnh công binh đấy ạ, trước đây là trực trực thuộc bộ tư lệnh công binh tức là trung đoàn công binh, nó đi ra cái sau đấy nó cắt về vùng bốn gọi là vùng bốn hải quân đấy ạ. Đấy, cái ngày bọn tôi đi ra đó thực tế thì cũng là dân thì nó cũng bình thường, tôi chỉ là ra đó là công binh thì chỉ là làm hầm ngầm, ngầm tôi nói có những cái hầm tôi nói với anh là bê tông, bây giờ ngoài Trường Sa đừng có nói có những cái hầm bê tông 1 mét tức là nó chống ấy mà hầm ở bên trong đường ô tô nó chạy đấy, có cái là nói bây giờ nhưng mà cái việc trong nước tình hình nó đang Trung Quốc thì nó răn ra lúc thì ở ngoài biển ngoài đảo, bây giờ ở ngoài thì bây giờ chống cộng cực đoan cho nên các cháu thì nó có hiểu được đâu, các cháu nó trẻ nó không hiểu được đấy, chính vì thế cũng nhờ qua một cái clip của anh để mà truyền đạt lại cho các cháu đã được biết cái rõ ràng, các bây giờ thì lên thì người thì nói ngược người thì nói xuôi người thì đâm ba chĩa bảy, tất nhiên là các cháu tốt là rất nhiều nhưng trong đó những thành phần nó không hiểu ra rồi hoặc là nó bị kích động đấy, cho nên cũng cái việc còn qua cái hôm nay thì cũng là qua một cái live stream nhỏ nhỏ này thì cũng nhờ là cái chương trình của anh cũng thông qua những cái chương trình của anh cho phát tán, tôi đồng nhất trí là để cho anh phát tán thoải mái, và vì những cái việc Đúng này rồi. một là nhắc nhở các cháu để nó biết những cháu nào nó hiểu sai, nên là nhiều cái cuộc chiến tranh chống Mỹ nó gian khổ cực kỳ lắm, tôi nó có những khi mà thiếu muối này để thiếu gạo này, thì sau khi bọn tôi đi chiến trường cao mà quân ta quân 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 bộ đội của ta kể cả tôi đi chiến trường cao cũng thế thôi, nó còn bắt học ăn ngủ một nơi ngồi một nơi trong vòng một tuần không được phép, chỉ được ngồi học tiếng ca, chỉ được phép xin nước Bạn và nghĩ coi như là được phép là tình hô lương các là bạn hô chức giơ tay quan. lên giơ tay lên chỉ được phép học là cái từ nó dùng là lắc tay giơ tức là giơ tay lên và xin nước đấy, chứ còn sang bên Campuchia bọn tôi cũng có ấy đâu mà đấy, nhưng mà tất nhiên là đánh Campuchia thì nó học cái chiến thuật Việt Nam người ta cũng thương xảo hơn đấy, chứ chứ Ngụy thì lúc đấy là đổ bể rồi thì nó cũng có những cái nữa đấy, nhưng mà nói thì nói thế thôi, nhưng mà quay lại cái việc này thì cũng là nhắc cũng là nói luôn cho các cháu, còn các cháu nó không hiểu rồi nó lên rồi chính vì bọn tôi có tuổi rồi mà lên mà nói không nghe rồi là giờ đang gọi bằng ông bằng thằng đấy, cho nên bọn tôi cũng rất ngại cái việc này, cho nên ở đây một ngày thì cũng có cái điều kiện ngồi là tâm sự thì nói chuyện với anh là thế nó rõ như thế, nhưng thực tế là cái bọn chúng đoàn ngày xưa là tất cả là càng chỉ quan thôi, chứ những người lính thì làm sao có điều kiện mà ra được tàu đấy, chỉ quan đem được gia đình ra đấy rồi ra nước ngoài thì mình sinh ra cái chỗ đoàn thế, khi đấy thì ví dụ như lính ngụy hơn 1 triệu lính ngụy thì làm sao mà có thể đi ra được đấy, thì toàn có điều kiện nó bay trước ra ngoài đấy rồi đi theo tàu đi ra bảo đi thôi, chứ còn kể cả tôi nói là mà tôi nói là nó đi mà nó có máy bay nó và nó đem theo gia đình nó đi thôi, chứ còn những người mà ví dụ như những người lính thì làm sao mà có điều kiện đi được đấy, còn có anh nào vượt biên vượt biết thì đó thì việc đó chúng tôi cũng nắm được, thì việc đó là nó không mình không được thấy thì mình không nói, nhưng những việc đây tôi nói là những việc không ai được mắt thấy tai nghe và những việc chúng tôi đã làm đấy, việc này hoàn toàn là tôi nói và cũng để nhắc nhở cho các cháu là vì như là này chúng tôi là rất ngại lên trên mạng lên là cái livestream này, hôm nay muộn thì lên cái điều kiện lên được là vì mấy hôm trước là bức xúc là tôi muốn lên vào buổi 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 tối thì với anh Trần Ngơ là cũng ngang lứa tuổi, tôi với anh Trần Ngơ thì cũng ngang tuổi nhau đấy, con có thể là hơn kém nhau 1 2 tuổi gì đấy, nhưng mà là cũng là nhưng mà có một cái là thấy anh Trần Ngơ thì phát nhiều nhưng mà anh nói nhiều quá, thế nên là vừa là người vào thì nhiều thì mạng cứ bị nghẹn đứt liên tục đấy, lần này là lần thứ 3 đúng là quá tam ba bạn, hôm nay lần nào hôm nay tôi nói được chuyện với anh là được đầy đủ, tiền trước đây là cứ được loạn là lại mất, mà lần nào tôi vào thì ông Nguyên Hà với coi như là ông Doãn Như Lân với coi như là ông Thống Nguyễn là đều là cũng nhảy vào cả mà, thì đấy là tôi vào cả mà đấy, thì là nói chung là vì tôi nói cái chuyện nó không hết được, mà hôm nay thì có điều kiện mà nói những cái việc đấy để nó rõ, một là vạch mặt cái thằng Phạm Tuân đấy là vấn đề rất là rõ ràng, việc ca nó vấn đề ngụy đấy, và cái việc thứ ba này là coi như là cũng nói về cái cuộc chiến tranh giải phóng chiến dịch Hồ Chí Minh cho nó rõ ràng, chứ nói là bữa là hắn ở trong đấy đúng trong đấy thì nó cứ cứ nói là Việt Nam Việt là quân Việt Cộng nó vào là nó giết họ giết kia, đúng người ta sợ thật, Anh thì là nhân người ta chứng đem sống. đấy tức là người ta đem ra đúng là nó để 2 3 cái xe GMC nó chắn đường, nhưng mà bởi vì đi với bộ đội thì bao giờ nó cũng có công binh nó đi theo, nó đem bục phá đánh bay thì nó vào đấy, chính vì thế cho nên là cũng nói để cho các một là ngoài qua cái thông qua cái chương trình này
tôi cũng nói để cho các cháu, một cháu nào nó chưa biết được hết thì nó cũng biết, chứ cũng đừng Vâng. coi như là vì mấy cái đồng tiền của nước ngoài. Thực tế là nó vào nó cũng, bây giờ tình hình đất nước thì lộn xộn, bây giờ nói thật Vâng. là bây giờ thực tế mà nói đó, chúng ta bây giờ đâu phải lo đó. Thực tế cái chống cộng cực đoan nó không không làm cái gì đâu, nó chỉ gây rối đất nước thôi. Lo là Đúng rồi. lo cái đây là chống cái hàng xóm ở gần ta đây này, nói thẳng là Vâng. chống anh nấu, chống anh Trung Quốc cái này đấy. Dạ. Đấy. Bây giờ thì lúc thì anh đánh, anh húc thuyền cá này, lúc thì coi như là anh chiếm đảo này đấy. 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 Thế là đây tôi nói thật, hôm nay đây tôi nói thẳng là cái trung đoàn 83 thuộc vùng 4 hải quân ấy, trong đó có một tiểu đoàn đặc công nước, tôi nói thật hôm nay tôi nói luôn, mà chính cái đơn vị đó là cái đơn vị, tức là mặc dù là tôi không ở cái đơn vị đó nhưng mà thuộc đơn vị thôi đó, tức là nó về vùng 4 hải quân, chính là nó chết ở Gạc Ma đấy. Nhưng mà vì Dạ. tôi cũng không muốn nói làm gì, tại vì tôi không được chứng kiến, nhưng mà nó Dạ. thuộc đơn đơn vị của tôi, cái trung đoàn 683 đó, nó Dạ. có một tiểu đoàn và mà khi ra đó là có một đại đội. Việc đó chúng tôi cũng không muốn nhắc lại, là vì là một là nó cũng là nó cũng qua rồi, thì tôi đi thì lên Dạ. đơn vị này đi chuyển đi đơn vị kia vì cái nhiệm vụ, tức là điều động đi mà hoặc nó tăng cường đi, thì sau đó là về đến 270 là đi ca đấy, là đi đánh ca thì bọn tôi đi ca đấy, đi đánh ca tức là đi Campuchia đấy, bọn tôi lại gọi là chiến trường ca đấy. Dạ. Thế thì con đấy là vì thấy các cháu nó lên ấy, để chửi nhau rồi đứa nọ thì nói thế, chế độ nọ chế độ kia, ta phải nói cho các cháu biết rằng ở đất nước nào một trong một gia đình cũng có một, có 10 người con thì cũng có một người nọ người Đúng kia, rồi. chứ đừng nghĩ cả một đất nước đấy. Bây giờ đất nước ta bây giờ bên giặc bên ngoài thì nó lâm le nó xâm chiếm rồi, là các nước nước nào chẳng muốn vào mà lấy nước nước ta đấy. Rồi bây giờ trong bên trong thì bây giờ đấu đá nhau thì loạn xạ đi, rồi là tham, tất nhiên là còn cái vấn đề tham nhũng thì cũng có nói đây, các cháu hiểu tất cả có đất nước nào là đất nước không có tham nhũng hết, cái việc đó thì có, còn tham nhũng thì sẽ làm, còn có làm được triệt để hay không là vấn đề của trên đấy. Cái việc đó là hàng con cháu đương nhiên là có quyền nói cái vấn đề tham nhũng, nhưng mà cũng nên nói là ở mức độ nó phải có giới hạn, và để những người có thẩm quyền phải làm, và cộng đồng mình có cái trách nhiệm là mình cùng với cộng đồng, cùng với những cái người làm đó để hỗ trợ để phát triển đất nước nó tốt lên. Thực tế là trong 20 năm nay đó, bà con hải ngoại về cũng qua bao giờ ai nhắc tới chửi ngụy đâu đấy. Nhưng mà bởi vì ông này thì lúc nào thì cũng tự nhiên là về đem ra chửi ngụy, chứ qua bao lâu nay có ai nói đến ngụy, rồi bà con cứ về thoải mái, về được đưa đón tử tế. Ông chính bản thân ông Nguyễn Phương Hùng về cũng được đưa đón tử tế, bọn tôi cũng theo dõi hết đấy. Và hai, cho đến bây giờ đấy, mà đặc biệt là những cái bài viết của ông Võ Đông Cung, tôi đã bao nhiêu lần tôi viết lên cái diễn đàn của ấy đấy. Ông Võ Đông Cung kính tôi như chớp, bọn tôi kính phục, kính phục. Tôi đã được từng nói là những đó có mặt ông Trần Ngơ tôi đều là kính phục, kính phục đó. Đấy. Chứ không phải là những cái bài phản biện của ông Võ Đông Cung phải cực hay và cực kỳ là sắc bén, chúng tôi rất nể, và chính vì như thế cho nên tôi nể đấy. Phải phải tôn ông làm ông là danh nhân thì phải nói, mặc dù là chính quyền nói nhưng mà ông nói hoàn toàn là chính xác, có số liệu là ông nói mà như bọn tôi là phải nói là phải gọi tôi là nó là kính phục ông Võ Đông Cung đấy. Cho nên là đây là cũng thông qua, cũng nhờ anh coi như là cũng thông qua các lại đợt live stream bài được cái trọn vẹn, cũng nhờ anh thông qua rồi, là còn anh thì có anh muốn hỏi vấn đề gì thì anh cứ hỏi, tôi sẽ trả lời, tôi sẽ trả lời đầy đủ. Thôi anh em bây giờ này là hôm nay rất cảm ơn anh lên chương trình của em, và anh cũng là một cái nhân chứng sống để mà tham gia cái vào cái chiến dịch Hồ Chí Minh để giải phóng hoàn toàn miền Nam năm một ngày ngày vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì là em cũng thay mặt tất cả anh em ở trên diễn đàn này cảm ơn anh, và cũng mong anh một ngày nào đó, tức là em like thì anh lên anh kể chi tiết về những cái cuộc cái tổng tấn công mùa xuân năm 1975 như này, cỡ khoảng mai ngày mốt thì có khả năng em like thôi, thì là lúc đó thì xin mời anh cố gắng vào để tham gia cái chương trình này với em. Một lần nữa thì em rất là cảm ơn anh, vì là ở dưới này cũng có một số anh cũng muốn tham gia chương trình nữa, thì là em sẽ mời anh vào một cái chương trình sau để anh kể chuyện Tôi về những cái cuộc chiến giải phóng hoàn toàn Việt Nam mà anh là người trực tiếp tham gia. Vâng. thôi thế thì cũng qua cái chương trình này thì anh cho tôi Vâng. gửi lời hỏi thăm tất cả các anh chị em thế Dạ. là trên diễn đàn, và cũng thông Vâng. qua đây thì cũng là thông qua, vì tôi không nói được với qua lần này tôi sẽ không qua, tôi sẽ không lên, tôi chỉ tham gia Vâng. vào các diễn đàn của Trần Ngơ Dạ. và cái đội đó là đội ấy, thì cũng thông qua đây Vâng. thì cũng không, anh không nhờ anh thông qua anh cứ phát clip Dạ vâng. Thì và ghi vào là sổ, cái em ở tức bảo là em nếu anh vô thì nói chung cái là anh tên em của tôi là cái tên Minh Khổng Lồ đó, vâng là dạ anh biết rồi, anh vào vâng cái trang của tôi là anh biết rồi.
đấy Dạ. cũng là đều Dạ. là cũng có ca như ở trong đấy cả mà. Cũng Dạ nhờ đây vâng thì đúng hôm ạ. qua thì cũng Dạ. là trước mắt là cũng xin tất cả cảm ơn anh chị em và các Dạ. cháu là coi như Vâng. là thông qua cái dự án này, một là Vâng. tìm hiểu cho nó cụ thể đấy, Dạ. tôi thì sau đây là tôi xin cảm ơn Vâng. Thế anh xin và tạm biệt anh. Một lần nữa em chúc chào. anh ngủ ngon và chúc Vâng. sức khỏe gia đình anh và toàn thể gia đình ạ. Vâng. Xin chào Dạ, anh ạ. dạ Dạ tôi vâng. xin cảm ơn chương trình. Vâng, chào. Dạ. Đấy, anh ấy là một cái nhân chứng sống mà người đã tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh để giải phóng hoàn toàn Việt Nam và để mà nói chuyện với tất cả các bạn. Thì thôi bây giờ này cũng cũng mong là ví dụ lần tới mình livestream thì bạn vào thì có cái gì mình trao đổi. Không, bây giờ hay không hay rồi 3 giờ cái 15 một mình thì nói chung là nó cũng cũng ấy rồi 6 tiếng liền các bạn có ai mà livestream một mình 6 tiếng liền đúng không? Thì nói chung là mình phải đi nghỉ, hiện nay ở Việt Nam là 3 giờ 15 rồi. Đúng không? Mai mai chưa phải là ngày nghỉ. Tôi sẽ rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình của mình. Và xin tạm biệt nhé. Cho chúc tất cả các bạn ngủ ngon, còn các bạn ở bên nước ngoài thì là cũng như chúc một buổi làm việc vui vẻ. Một lần sau thì ví dụ vào đầu đây xin với bạn thì bạn gửi đi. Chứ còn bây giờ là đấy mình cũng muốn kết nối với bạn nhiều lần lắm rồi nhưng mà không được, tôi đành phải chịu thôi. Thôi nhá, xin tạm biệt tất cả các bạn nhá. Thôi, bye 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 bye.